Mình sẽ test thử cưa cái khúc cây này, đường kính của nó khoảng 7-8 cm gì đó. Xem coi nó cắt có dễ dàng hay không nha. Đây, rất là nhanh. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem một cái máy cưa mini mình mua ở trên mạng nha. Thì cái máy này mình xem ở trên Lazada thì mình thấy là bán được rất là nhiều nè, coi như là bán được 755 cái nè, và cũng có rất là nhiều comment nè, 213 đánh giá, và mình thấy đa phần là mọi người đều khen cái máy này. Cũng có vài cái comment chê, nhưng mà mình thấy đa phần mọi người đều đánh giá máy này tốt, cho nên là mình quyết định mua về một cái để mình review thử như thế nào nha. Mua thì mình sẽ có tùy chọn là mua hai pin hoặc là một pin nha. Ở đây thì mình chỉ mua một cục thôi. Rồi, đây là cái bộ dây xích dùng để cưa nha, và còn nguyên siêu luôn nè. Tiếp theo đó là một cây vít. Cái này chắc cũng là loại vít thường thôi, vít rẻ tiền thôi nha. Đây là một cái lam nha. Cái lam thì chiều dài nó là 18 cm, thì nó chưa được một gang tay của mình nữa, bởi vì đây là cái máy cưa mini nha. Ngoài ra thì nó sẽ có một số các phụ kiện khác. Đây là cái dây sạc pin dùng để sạc cái cục pin này. Thì ở trên cục pin thì nó sẽ có một cái lỗ ở đây nè. Đó, mình sẽ cắm vào đây, mình sẽ sạc pin như thế này nha. Sạc pin rồi, khi nào mà pin đầy thì mình sẽ lấy cục pin mình lắp vào máy mình sử dụng. Rồi, tiếp theo nó là một cái cây, cái đầu vít, mở vít á. Này chắc vít 6 hay là vít 8 gì đó, mình cũng không biết nha, để mình thử. Và một cái chai dầu máy để bôi trơn cho cái lam nha. Và đây là cái máy của mình, nó khá là nhỏ gọn. Thì cái máy này shop để là của Makita, nhưng mà mình quan sát kỹ thì mình thấy là những cái hiệu này thì toàn là đề can dán lên thôi, không phải là nó khắc ở trên cái máy như những cái máy bình thường nha. Kể cả trên cái cục sạc này thì cũng là đề can dán lên nha. Ngoài đây cũng vậy luôn, đề can dán lên. Thì theo mình đánh giá về cái chất liệu và cái độ hoàn thiện thì mình nghĩ nếu mà của hãng Makita thật thì nó sẽ không làm sơ sài như vậy đâu. Còn đây là hàng gì thì mình không dám khẳng định nha, vì mình không biết. Thật sự mình cũng có xài một số thiết bị của Makita thì mình thấy nó hoàn thiện tốt lắm, chứ nó không có đơn giản mà làm cái đề can nó dán lên như thế này đâu. Đối với cái cục pin trên cái máy cưa này thì mình có so sánh với một cái cục pin khác trên cái máy bắc cù lon mình cũng mới vừa mua á. Thì mình thấy hai cái cục pin này nó giống y nhau luôn. Về hình dạng và kích thước thì mình thấy nó y chang với nhau luôn. Và mình có thử đo điện áp trên hai cục pin này thì nó đều là pin 10C và 18W nha. Như vậy là hai cái cục pin trên cái máy cưa và cái máy bắc cù lon thì có thể sử dụng được cho nhau nha. Bây giờ thì mình sẽ test thử cho các bạn xem luôn. Mình sẽ lắp pin vào như thế này. Trên cái máy thì nó sẽ có hai cái nút nè, một cái nút bấm an toàn và một cái bấm công tắc nha. Bình thường thì mình bấm cái nút công tắc này thì máy sẽ không hoạt động nha. Chỉ khi nào mình bấm đồng thời vừa cái nút này và vừa cái nút công tắc thì nó mới chạy nha. Đây. Đó. Rồi, cái pin này là của máy nè. Mình bây giờ mình sẽ thử cái cục pin của máy bắc cù lon xem coi nó hoạt động được hay không nha. Bởi vì mình đo điện áp đều là 18W thì mình nghĩ là nó sẽ sử dụng được. Gắn vào thì vừa khớp luôn nha. Rồi, sử dụng được bình thường nha. Như vậy là mình mua hai cái máy khác nhau và mình có thể sử dụng pin được cho nhau nha, khá là tiện luôn. Và một điều nữa là trên cái thông tin sản phẩm thì shop để là motor không chổi than. Tuy nhiên khi mà mình test thử thì mình thấy đây là động cơ có chổi than nha. Này, các bạn xem ở cái vị trí này, khi mà mình cho máy hoạt động thì bạn thấy là cái tia lửa điện nó sạc ra rất là nhiều. Đó, các bạn thấy không, tia lửa điện ở trong đây nó sạc ra nè. Chứng tỏ đây là động cơ có chổi than chứ không phải là không chổi than nha. Nói chung với một cái sản phẩm giá rẻ như thế này thì mình cũng không đòi hỏi nhiều, miễn sao mà nó hoạt động nó cưa tốt thì là được rồi nha. Bây giờ thì mình sẽ ráp lại và test thử các bạn xem coi nó hoạt động như thế nào. Rồi, để ráp các bộ phận của cái máy cưa này lại với nhau thì cũng khá là đơn giản nha.
mình sẽ dùng cái xích này mình trồng qua cái lam, sau đó thì mình sẽ gắn vào một cái khế này và mình để vào như thế này. Ở đây nó sẽ có hai con ốc, một con ốc này để giữ cái lam và một con ốc ở dưới đây nè để chỉnh cho cái độ dùng hoặc là căng của cái sên. Đó, nó đơn giản như vậy thôi. Cái máy này là cái máy cưa mini cho nên là nó thiết kế các bộ phận cũng khá là đơn giản nha. Rồi sau khi mà lắp đặt hoàn chỉnh thì mình sẽ có một cái máy cưa như thế này. Bây giờ thì mình sẽ mang đi ra ngoài test thử xem công dụng cưa của nó như thế nào nha. Mình sẽ test thử cưa cái khúc cây này, đường kính của nó khoảng 7-8cm gì đó, xem coi nó cắt có dễ dàng hay không nha. Đây, rất là nhanh. Rồi, bây giờ mình sẽ thử một cái đoạn cây khác có cái đường kính lớn hơn nha. Cái này thì tầm khoảng 10cm. À, nó có khó khăn hơn một chút nha, bởi vì cái lam này nó cũng không được lớn á, nhưng mà với những cái cây đường kính tầm khoảng 10cm trở lại thì cắt rất là nhanh nha. Test lại một lần nữa cho các bạn xem nha. Ok, nói chung là máy khá là mạnh nha các bạn. Mình test thử cái công năng của cái máy cưa này thì mình có nhận xét như sau. Về tính năng của máy cưa thì cho kết quả khá là tốt. Những cái đoạn gỗ khoảng chừng 10 cho đến 20cm thì mình có thể cắt được dễ dàng. Và cái máy này thì nó sử dụng pin cho nên là khá là tiện lợi cho mình có thể mang đi được nhiều nơi nha. Và cái khuyết điểm của nó về thương hiệu, thứ nhất là Makita này mình không dám chắc là Makita xịn hay không. Thứ hai là về cái lam của nó thì nó sẽ không có hệ thống phun nhớt tự động như những cái máy cưa mà xăng pha nhớt nha. Và cái động cơ của nó là động cơ có chổi than chứ không phải là không chổi than nha. Nhưng mà với tầm giá khoảng 300-400 nghìn thì mua một cái về trải nghiệm sử dụng lặt vặt trong gia đình thì mình thấy cũng đáng. Các bạn nào cần đường link sản phẩm thì mình sẽ để phần mô tả video nha. Cảm ơn các bạn đã xem video review của mình. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha.